cũng chỉ vì mấy năm đằng đẵng em không liên lạc và anh tưởng em bỏ anh rồi nên anh muốn trả thù em và lấy vợ trước. Nhưng anh vẫn còn rất yêu em thật đấy. Muộn rồi, chúng ta đã có gia đình riêng còn nói chuyện quá khứ làm gì nữa. Anh mau về đi, Na chồng em về thì không hay đâu, mà anh cũng đừng đến đây nữa. Này có khách ạ. Chồng em vào rồi, anh quên hết đi, anh ra ngoài ngay, nhanh. Ai vào nhà mình lấy vợ? Màu, anh dặn em rồi đấy nhá. Hôm qua em bảo về sớm, mà sao má tận khuya mới về, làm anh chờ mỏi cả mắt không được. Sao anh giận dai thế? Em đã bảo là em đi ăn cỗ với bạn rồi mà. Chồng cái mặt kìa, giận thấy ghét chưa? Bạn em toàn những thằng dơ sồm ấy, mà mắt thì lúc nào cũng đỏ ngó em. Sao mà anh yên tâm cho được? Có cả con gái nữa mà. Hơn nữa 5 thằng thì 3 người là anh họ của em rồi. Sao anh vẫn còn không yên tâm hả? Thấy ghét ghê chưa? Thì tại anh yêu em, lúc nào anh chả không yên tâm. Lần sau em về sớm một chút, còn nếu không ý, thì gọi anh đến đón, biết chưa? Vâng. Thế này á, chắc phần đời còn lại của em chắc phải khổ lắm đây. Em đúng là, thế sau lúc anh đi với bạn em lại cứ nồng nộn lên chứ? Vâng, vậy em nghe anh hết được chưa? Thế nào hết giận em chưa nào? Không phải nệ, còn lâu nhá. Còn cười người ta. Màu, em đã bảo với anh là em không đi rồi mà. Sao giờ tự nhiên lại đi thế? Anh biết là em muốn được đi nước ngoài rồi mà. Đó là mơ ước của em. Hơn nữa em cũng chưa đến tuổi kết hôn. Anh gắng chờ em 3 năm thôi nhá. Hay anh tính mình làm đám cưới luôn đi, rồi chờ em đủ tuổi mình đăng ký sao cũng được mà em nhá. Không được, bố mẹ em lo tiền hết rồi, giờ em mà không đi thì không được. Thế anh không chờ em được sao hả? Tận 3 năm cơ đấy, liệu có chắc là em không yêu ai không hả? Thế vậy em phải làm gì để anh tin em đây? Anh muốn đánh dấu chủ quyền, em phải là vợ của anh. Anh không được, anh không nên làm thế. Không được làm thế đâu anh. Anh mà cãi, anh phải đánh dấu chủ quyền, em phải là vợ của anh thì anh mới yên tâm được. Anh anh kìa, anh đừng làm thế mà anh đừng. Màu, em ra đầu mà anh mặc đẹp thế này à? Đây là quần áo lao động mà anh. Không được, em mau vào thay bộ này ra, vào mặc cái bộ xấu nhất đi. Vâng. Ra đầu mà mặc đẹp thế làm gì? Em mặc như này đã được chưa? Chưa được.
còn đã trắng, này còn xinh rồi, làm gì phải che chắn kỹ thế này chứ. Đấy, cứ thế mà đi đi. Sao anh vô lý thế? Để em đầu trần thế này ra đồng, về nãy em ốm thì sao? Thì anh vẫn ra đồng đầu trần suốt, có làm sao đâu. Anh cũng thật mà. Nắng nôi như thế này, mày để vợ tao đồng phơi nắng như thế mà được à? Thế mẹ không hiểu à? Vợ con thì xinh đẹp như vậy, con phải làm thế để cô ấy xấu vợ đi. Mẹ nhìn con xem, vừa già vừa xấu, con sợ không giữ được cô ấy. Mày sợ cái gì chứ? Con bé lấy mày rồi mà. Mà mẹ thấy con bé ngoan là thế, mày làm như thế mẹ thấy không ổn đâu, tội cho con bé. Mẹ cũng thừa biết là từ sau khi về nước, Bình mà yêu cô ấy phản bội nên cô ấy mới đồng ý lấy con sao. Mà con thì già như thế này, lúc nào là chẳng lo sợ. Mẹ thấy vợ chồng là phải tin tưởng nhau, mà mày giữ vợ theo cách đấy, liệu con bé nó có thấy hạnh phúc không? Nhưng mà như thế con mới cảm thấy được an toàn đấy ạ. Này, làm thế nào thì làm, hành động của mày phải là xây dựng và vun đắp, chứ đừng phá hủy là được. Con bé nó ngoan lắm đấy, đừng để cho nó cảm thấy bị thiệt thòi. Đồng rồi hả anh? Chú Chí, người nắm cùng gặp, chú đi đâu đấy? Em có việc đi qua làng anh. Ây, nghe nói anh mới lấy vợ đúng không? Hẳn là nhìn béo đẹp ra đấy. Ừ, anh mới lấy vợ được một năm, có vợ chăm thì phải khác chứ. Mà tiện đây, gần đến nhà anh rồi, vào uống nước cái đã. Chúc mừng anh nhá. Gớm, cứ kén mãi, giờ mới chịu lấy vợ. Mà thôi, đến khi khác anh nhớ. Em có công việc ở làng này, còn ra đây nhiều. Hôm nào rảnh, em ghé anh uống nước. Ừ, thế cũng được. Mà chú biết nhà anh rồi đúng không? Vâng, trước em vào nhà anh mấy lần rồi còn gì. Thôi, em vào đây, hẹn gặp anh khi khác nhớ. Ừ, thế chú vào trước nhá. Mẹ ơi, xong chưa? Mình đi thôi, không muộn rồi. Anh không yên cố với mẹ và em à? Anh không. Để mẹ đi em đi này chị ạ. Anh đi làm thôi. Mà vợ, em mặc như này yên cố, không muộn đâu. Nhưng hôm nay em yên cố mà. Yên cố em cũng không cần phải mặc đẹp thế chứ. Anh không muốn thằng ta ngắm vợ anh. Cho anh một tí. Anh lại thế. Đây, em mặc quần này vào. Rồi ăn cỗ xong, em về nhà luôn nhá. Còn mẹ chỗ bà con, cứ để cho mẹ ở đấy. Tối anh lên nón nghe chưa? Giờ anh có thay quần đi. Vâng, em biết rồi. Mẹ xong rồi đây. Con đây rồi mẹ. Màu sao đi anh cỗ mà con ăn mặc xòe xòa thế? Bộ này của con cũng đẹp mà mẹ. Thôi em để mẹ đi đi không được. Vâng, mình đi thôi mẹ.
Thế lại nhà mày đúng không? Con đi bố mày sớm nhá. Anh chờ mặt mày nấu cơm đấy. Vâng. Đi mẹ. Mẹ nhanh nhanh. Chị, chắc là bọn quen Tư đúng không? Màu, em em có khỏe không? 4 năm rồi. Em khỏe. Sao anh lại đến đây? Thỉnh giờ em là vợ của anh Tư. Anh vẫn còn rất yêu em. Dừng lại đi. Anh đã không giữ nổi và mấy vợ. Giờ còn nói câu đó có ý nghĩa gì? Cũng chỉ vì mấy năm đằng đẵng em không liên lạc và anh tưởng em bỏ anh rồi nên anh muốn trả thù với em và lấy vợ trước. Nhưng anh vẫn còn rất yêu em thật đấy. Muộn rồi, chúng ta đã có gia đình riêng, còn nói chuyện quá khứ làm gì nữa. Anh mau về đi, na chồng em về thì không hay đâu, mà anh cũng đừng đến đây nữa. Anh không tin, này em không còn yêu anh. Bọn mình vẫn chưa có con, hay bọn mình làm lại từ đầu em nhé. Anh biết rồi. Xin anh đấy, làm thế không thể nói được gì đâu. Em không thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế được. Chồng em vào rồi, anh quên hết đi, anh ra ngoài ngay, nhanh. Ai vào nhà mình đấy vợ? Này mới đến nhà anh chơi, ngồi đây. Ở lại đây ăn cơm với bọn chồng anh một tiếng nhá. Đây bảo là chị nấu cơm. Ê thôi anh, em cũng phải đi về, không vợ em nó chẳng cơm ở nhà. Gấu, một bữa không ăn cơm với vợ có sao đâu. Hay để anh gọi điện về cho vợ chú nhá. Ở thôi anh ơi, anh em mình còn nhiều lúc gặp nhau, đến khi khác anh em mình không say không về. Còn hôm nay thì cho em khất nhá. Chú lại thế, mời được chú ăn cơm chắc là khó lắm đấy. Cũng muộn rồi, em xin tiếp anh nhá. Em về đây. Đành vậy. Thế chú vậy nhá. Hôm nào đến anh em mình phải ăn nguyên mới được. Bà ơi, cơm nước xong chưa em? Em nấu xong rồi đây, để em dọn ra, anh em một mình đi nhá. Em lên cố về vẫn còn non lắm. Còn gì để anh phụ cho? Anh ăn cơm đi nhá. Ừ, anh cảm ơn vợ. Thôi vợ đi nghỉ đi. Thank you.
Em ơi, anh gặp em một chút được không? Sao anh lại đến đây? Chỉ cần 10 phút nói chuyện thôi. Em cho anh xin 10 phút được không? Có chuyện gì? Anh nói ngay đi. Em không định mời anh vào nhà sao? Cho anh ôm em một cái được không? Anh sẽ không làm gì khác đâu. Không được, chúng mình phải dứt khoát ngay bây giờ. Không thể kéo dài như thế này được đâu. Anh biết em vẫn luôn nghĩ được và dứt khoát như thế. Có lẽ anh sẽ đi thật xa, dẫn vợ anh đi làm ăn, để tốt cho cả hai chúng ta. Nhưng anh nghe nói em không hạnh phúc đúng không? Không, em rất hạnh phúc, chồng em rất tốt với em. Anh cứ lo cho gia đình nhỏ của mình đi, đừng quan tâm em làm gì. Anh quên chuyện đó đi, vì nó là quá khứ rồi. Được, anh biết rồi. Nhưng trong lòng anh, em vẫn là vợ của anh, vì chúng ta đã là của nhau rồi mà. Giờ mình chỉ sống cho hiện tại, và từ bây giờ hãy xem như mình chưa từng nhận biết đi. Đừng mà, sao em có thể nhẫn tâm với anh thế hả? Đó là lựa chọn duy nhất. Và anh mau về đi, em không muốn ai đó hiểu nhầm đâu. Anh xin lỗi, anh sai thật rồi. Nhưng anh sẽ mãi yêu em đến hết cuộc đời này, và mãi coi em là vợ anh. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em đâu. Và hãy nhớ, bất cứ khi nào em cần, anh sẵn sàng trở về bên em, nghe chưa? Cả cuộc đời này, anh sẽ mãi chờ cuộc gọi của em. Vợ yêu. Ha ha ha.